Hello Nam, khi mình học ngũ cung á Nam, nếu mà mình để ý kỹ á, thì trong cái năm cái nốt ngũ cung này nó sẽ có hai cái hợp âm, ba nốt, hai cái triad tương ứng thứ và chữ. Nó rất là rõ. Ví dụ như mình đánh la thứ thì ở trong cái âm dài ngũ cung la thứ này nó sẽ có hợp âm ba nốt la thứ và hợp âm ba nốt đô trưởng. Mình chắc chắn là nó sẽ có ở trong. Ở Nam thì mình đánh, ví dụ như mình đánh đây. 1 3 5 của thứ nè, 1 3 5 thì mình đánh 1 3 5 của đô trưởng nè, tại vì đô trưởng với la thứ nó tương ứng, nó cũng giống như mi thứ với lại son trưởng này ha. Thì nhờ mà mình học được cái âm ba nốt nhiều trên cần đàn thì mình sẽ rất là dễ nhớ ngũ cung, nó rất lợi hại để học âm ba nốt đó. Nhưng mà như vậy nếu mình đánh như vậy thì mình vẫn chưa đánh hết cái ngũ cung, thì cái nốt còn lại của cái âm dài la thứ là gì? La thứ ngũ cung á, thì nó có cái nốt rê này, nó không có ở trong ba hai cái triad đó. Thì cái nốt rê này á mình chỉ cần thêm vô thôi thì rất là dễ nhớ, tại vì nó là bậc 4 của la rồi, hoặc là nó bậc 2 của đô rồi. Nên mà nhờ mình biết vậy á, mình có thể đánh từ đây tới đây ngũ cung mà mình không có cần nghĩ gì tới hợp. Ví dụ như mình đánh từ 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 từ, mình biết là mình đánh ở đây thì mình đánh được ngũ cung ngay tức thì liền. Thì không phải chỉ mình ví dụ riêng chỗ này thôi, nhưng mà anh em có thể lấy hai cái triad của la với đô ra ở bất cứ chỗ nào mình đánh thì ngũ cung nó nằm ngay đó, nó chung với nhau. Anh em này là đô này ha, này là la này, này là đô này, thêm nốt rê nữa, thì cái này là cái mẹo để mình thêm một cái cách nữa để mình nhìn ngũ cung để mình dễ nhớ hơn. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó mình nhìn kỹ hơn rồi anh em, thì coi thử trong, nếu mà mình muốn cái mùi ngũ cung nó xảy ra nhiều ở trong cái vòng hòa thanh của mình, ví dụ như mình đánh la này, thì mình để ý coi những cái hợp âm khác là những cái hợp âm gì. Nếu mà những hợp âm ba nốt khác thôi, mình chỉ tính vậy thôi. Ví dụ như mình đánh rê ngay đây thì mình có rê với la là nó gần thành la rê thứ rồi, nó thiếu nốt pha thôi, nhưng mà nốt pha mình không được đánh tại vì nó ngũ cung. Không phải là không được đánh, nhưng mà nó nếu mình muốn nó nằm ở trong ngũ cung thì mình không nên đánh nó. Thế nên thì mình đánh vậy. Cái này là thì cái re sus 4 này anh em. Này re sus 2 này anh em. Không. Thì nếu mà mình đánh cái này ví dụ như mình chuyển một cái vòng hòa thanh của mình nó có từ đây qua đây á, mà mình có thể đánh từ đây qua đây mà mình thấy rất là an toàn, tại vì nó nằm trong những cái nốt ngũ cung. Nếu cái bài nhạc đó nó viết, nó dùng 5 nốt ngũ cung nó viết thì mình thấy rất an toàn. Hoặc là hai, hoặc là mình dùng cái này để mình tạo cái mùi ngũ cung. Một cái lick hay một cái intro dạo đầu gì cũng được. Nghe em ha. Thì nếu mà mình chịu khó nhìn nữa thì cũng bằng cái phương pháp này mình sẽ thấy là mình sẽ có mi 7. Tại vì nó không có nốt si đâu đánh mi được ha. Hoặc là mình muốn đánh nữa thì mình đánh ở đây cũng được. Kiểu như cái này là mi 7 sus 4 anh em ha. Hoặc là mình đánh nếu mình đánh vậy cái hợp âm này. Nghe cái mùi của ngũ cung liền anh em ha. Mà mình không phải này không phải bằng cách mình nhớ hợp mà mình nhớ nốt nào mình đánh em á. Thì nếu mình nhìn son á thì cũng vậy anh em. Son thì nó sẽ là cái son này nè, tại vì cái nốt si mình không được, mình không thể đánh nốt si được nếu mà muốn đánh ngũ cung anh em á, thì mình phải đánh một cái nốt nào đó trong ngũ cung, thì cái nốt đô này mình đánh được. Nếu mình đánh vậy thì cái ngũ cung nó hiện rất rõ, nếu mình đừng có đánh cái tầm bảy này, đừng đánh cái si vô em ha. Thì cũng hiện vậy, nếu mình nhìn đô mình có thể có đô sau đó. Vậy thì đây là những cái hợp âm mình có thể xài mà rất an toàn khi mà mình đánh ngũ cung, là la này em ha, la 7 này, tại vì có nốt son nó của ngũ cung em ha. Đô mình có thể đánh đô 6 rất an toàn ngũ cung em ha. Rê thì mình có thể đánh rất an toàn mi
mi 7. Hoặc là mi 7 này. Hoặc là cái sòn này. Hy vọng cái bài này nó hữu ích cho anh em, nếu mà mình muốn thêm chút xíu màu nữa, thêm cái sạch, cái hợp âm sạch lúc mà mình đánh mà mình ngại là không biết có đánh được hay không, thì mình biết là bây giờ nó nằm trong năm nốt ngũ cung nên nó rất là an toàn, mình không có sợ là nó sẽ sai hay cái gì nữa. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.